Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục với Ark Survival Evolved ha. Tập trước là chúng ta đã đụng độ Bát Giới, nhưng Bát Giới đã nhảy từ trên xuống và kiểu như là biến mất đi. Hôm nay mình sẽ nhờ Tề Thiên tới để bắt chư Bát Giới nha các bạn. Có lẽ là chúng ta phải trở về cái vùng núi để nhờ anh Tề Thiên thôi. Trước khi đi thì chúng ta sẽ óp nhạc một chút, tại vì qua đó có tiếng Tây Du Ký mà lắm. Mình sẽ trở về cái vùng núi cao nhất của mình để triệu tập Tề Thiên. Tề Thiên nhỏ thì bị mất rồi, thì sau khi triệu tập Tề Thiên về nhà thì mình sẽ đi bắt lại Tề Thiên nhỏ nha các bạn. Đâu rồi? Đây rồi. Rồi đây rồi, ok. Cứ đứng đây chờ một chút. Trời ơi, hôm nay hình như làm cái đầu khác rồi. Hôm nay hình như có cái đầu, có cái vùng vùng hình mới phải không ta? Nhìn lạ quá vậy. Hôm bữa đâu có đâu. Đúng rồi, hôm bữa không có cái cục này trên đầu các bạn ơi. Hôm nay có nguyên cái mặt trời trên đầu luôn ghê á. Bá vương của mình nay thay đổi rồi. Hôm nay thay đổi rồi, hôm nay có cái cục trên đầu chắc luôn á. Lần trước là không có đâu nha, hôm nay mới có nè. Thôi được rồi, thì mình sẽ đi qua bắt lại Tề Thiên nhỏ để lại cái khu vực bên đây để canh gác. Tề Thiên nhỏ quýnh bị chiêu Bát Giới á, không phải bị Tề Thiên lớn đập mấy cái là coi như là dẹo rồi. Nói chung hôm bữa mình chưa đo được cái lượng máu vì đam ra quá nhanh, coi như là đếm không kịp. Bây giờ thì chúng ta sẽ bay trở lại cái vùng mà lần trước chúng ta bắt Tề Thiên nhỏ. Cái này thì chúng ta bật tiếng được rồi. Cái vùng bên nào ta hầm bữa mình nhớ bắt gặp bên đây thì bên đây sẽ còn lại thôi. Bắt lại chứ không các bạn lại bảo mình có mới nấy cũ. Rồi, vùng núi này rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Tề Thiên đang ăn trái cây ở trên cái núi kiểu như vừa phục sinh vậy. Mình sẽ để con bé này qua đây để tránh vì lỡ bị chết. Không biết là có được không đây. Ok, vẫn ăn, vẫn ăn. Vậy là vẫn mắc bình thường. Tề Thiên chịu về ẩn cư ở một cái núi rất là đẹp. Một cái vùng núi đầy đủ đồ ăn. Đấy, các bạn thấy không? Khu này rất chung, nói chung là rất là đẹp luôn. Hoa đồ. Ôi, nhìn đẹp thế nha. Trong đây có nhiều chỗ nhìn rất là đẹp nha. Nó lại đi kiếm hoa quả ăn. Lại đi vô cái lùm cây, lượm. Ngồi xuống. Ôi, lại quay Henry rồi. Chắc là phải đợi anh ta đói rồi. Máu thì đang là cái lượng máu rất là lớn. Mình không dám đụng tới gần quá thì sợ ăn một gậy chết đi đó mà. Chưa đói, chưa đói, vậy vẫn phải đợi. Chỗ này hoa quả quá nhiều, anh ta là muốn kiểu như là bỏ bỏ vùng canh gác mà đi về vùng núi ở. Không nên lấn tới quá nhiều, mình sợ bị ăn gậy chết đấy. Cái thức ăn vẫn 589 mà ta. Đồ ăn đang giảm mà giảm có vẻ hơi chậm. Không dám làm quá sợ chết luôn cả con betanodon của mình. Mình đứng mình để đây chắc là ok rồi. Mình chắc lẽ là đợi một chút. Không dám đem ra anh này đem thử thách với anh Tề Thiên Bự nữa. Tề Thiên Bự tại vì do là mình quýnh không được thôi. Chứ nói chung là có thể quýnh được. Nếu mà quýnh trúng thì mình nghĩ là chưa chắc ai thua ai đâu. Mà do là quýnh không trúng được nên là đành ra là phải rip. Ổng đi ăn vậy miết sao mình bắt ta. Đi ăn vậy miết thì hơi khó đó nha.
Không biết mình đem từ thiên lớn qua mình đập bát giới thì có được không? Mình nghĩ là có thể được đó chứ. Bát giới thì phải để Tôn Ngộ Không thu phục mới đúng đúng bài đúng không các bạn? Ôi, vẫn còn rất là lâu. Ok, được rồi này. Rất là lâu nên mình đã skip cái đoạn mình bắt rồi. Rồi, chúng ta lại trở về nhà với nhau rồi nha. Cái gì đây? Tự tự đứng đây mà tự ăn luôn cái này hả? Ồ, ăn fiber không vậy? Ăn trái cây chứ nhờ. Ăn cái gì ta? Hình như là ăn fiber các bạn ạ. Mình nhấn E là ăn luôn á. Quái tèo vậy, ăn được fiber à? Có chừng bỏ đá vô là nhai được đá luôn ấy chứ. Wow. Nhai được đá thì các bạn. Thôi ông này ông ăn trái cây mà cho ông ăn trái cây cho đàng hoàng đi, tội ông. Thích trái cây đúng không? Cho một nải chuối luôn. Đây. Đây 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 ăn đi. Rồi luôn. Trời ơi, nó lát giá mang rợ luôn các bạn, delay gần 5 phút. What the fuck? Các bạn nhìn nè. 10.000, 10.000. Thôi, 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 thôi. Được rồi, được rồi. Ổn rồi, ok fine. Nhìn này. Quýnh một cái một. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Trời ơi, holy shit. Thôi, 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 thôi. Tôi xin anh. Không nên quậy ở trái cây như thế này nữa. Gây ra tôi lát, lát cục bộ luôn. Trời má ơi, quýnh một cái full trái cây trong người là các bạn hiểu cái độ giật của nó sẽ delay gần như là rush game luôn. Quá là kinh khủng. Ôi, sợ quá không dám chơi chiêu bừa bãi nữa các bạn. Mình nghĩ là bung game nữa chứ. Không dám chơi chiêu chuột phải nữa. Quá chất. Phải được rồi, kiểu như kiếm lại được là ngon rồi. Cho về nhà đi. Không nên về nhà là ngay ngay nhạc tay vô ký liền. Ôi, mất nhạc rồi. Ôi, từ thiên bản mới mất nhạc rồi hay nha. Ngon, ngon, mới update cái đầu lên cái mất nhạc liền. Đấy, mất nhạc thì nói chung là về ở chung với mình được. Để mình xây thêm một cái căn cứ cho mấy con sói ở đã. Rồi chúng ta đi qua thăm lại Bát Giới nào. Cho Tề Thiên đi quýnh với Bát Giới. Để mấy đứa này phải ở cái khu căn cứ đẹp đẹp chứ, để tụi nó ở ngoài hoài tội lắm. Trời này đi nhanh quá. Nhà 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 đá như như cũ thôi. Vẫn là nhà đá như cũ. Hearthstone, what the fuck Hearthstone? Cái búa nào ra stone nhiều ta? Hình như là cái búa số này. Không, cái rìu của mình quên mất tiêu cái rìu đó rồi. Ủa, cái này thì đập phần linh nhiều thôi. Rồi, phải dùng lại cái này thôi. Cái búa kia là đập được 3.000 mấy luôn á, mà nhưng thôi tầm bợ thì dùng cái này. Cái đồ này là không lại cái đồ kia rồi. Đồ kia là bá nhất rồi, trong đây rồi. Cái này nhìn như cái đấu trường quá ta. Cái hồ của mình bao lại cái hồ nhìn như một cái đấu trường nhìn rất là đẹp. What the fuck, thiếu gỗ nữa. Đập vậy cái thiếu nữa thôi luôn á.
Ok chưa? Rồi, mình nghĩ vậy là dư lắm rồi. Hôm nay mình chơi hay lâu lâu nó bị đứng cứng ngắc luôn người ta. Đứng cứng ngắc luôn á. Cảm thấy sợ thiệt chứ. Rồi, mấy cái nền đây. Mình sẽ làm ra một dãy để cất khủng long ở trong đây luôn. Mỗi lớp là 2 cục. Ok. Và trong bích ARK mình cũng sẽ ráng làm như thế này luôn. Cho nó đẹp, mình sẽ làm một dãy chuồng của tất cả các con khủng long. Một, hai, ba, bốn, ok, để là làm lên cái cổng trước này. Cổng gì đúng không ta? Hình như cổng gì đúng rồi á. Để mình cất mấy con thú mình trong chuồng cho nó đẹp. Cái này là door frame. Mình sẽ làm bằng stone. Đây rồi. Ok, để số 2 nha. Hơi xấu xấu thôi kệ cũng đỡ, làm để cho mấy con thú mình có chỗ có ở đàng hoàng chứ không có ở lang bang ở ngoài nữa. Làm mấy cái này là mấy cái cơ bản luôn chứ không phải là mấy cái mod nữa. Đấy, một dãy tường kiên cố. Ơi, ở trên này làm cái wall thì nó đẹp hơn chứ nhờ. Chết cha, làm lộn rồi. Ok, mình bù vô cũng được, không sao cả. Ơi, lộn lớp rồi. Ok ta. Ơi địt. Ủa thế đét là mình quay đầu nào vô nó cũng ra vậy sao? À, cái này đầu nào nó cũng ra vậy hết. Ok, hiểu. Nó không có cái miếng gỗ kia nữa các bạn. Cái đồ thường thì nó có gỗ mà cái này thì nó không có gỗ. Wow, nhìn chuồng có vẻ rất là kiên cố nhờ. Để vài đi cho nó chất. Đấy. Lâu phải sáng tạo một chút. Ok, để cho cái gây vô này. Cửa ha, cái cửa này là, ủa sao không thấy cửa ta? Stone gate có cổng mà sao không có cửa ta? Cái đó đọc là cái gì nhỉ? Đây nè. Cái này phải stone không ta? Cái này đào nhớ bằng gỗ mà. Đi qua coi tên này coi.
Renford Gay, ok. Rồi, ổn. Để trường này sẽ để Chica. Từ từ mình cứ làm từ từ cho nó đầy đủ hết. Khó là xếp tụi nó cho nó thẳng thẳng cho đẹp. Rồi, ok đẹp rồi đó. Để mấy cái chuồng khủng long thì có cửa nhìn thấy đẹp hơn các bạn ha. Kiểu như mình muốn sức sức nó ra ngoài thì mình chỉ cần leo lên và mình chạy ra khỏi cửa thôi. Nhìn rất là hay luôn. Đó, anh này canh canh lên tí chút đi. Hay rồi, mình sẽ đi qua dùng Tề Thiên đi đánh Chư Bất Giới thử coi. Tề Thiên hôm nay thì sướng hơn hôm bữa rồi, vì không có nhạc nữa. Đi tiếng rất là ghê các bạn thấy không? Để coi lượng đam vẫn còn là bất tận chưa? Ok, vẫn là một con số bất tận. Vẫn là không farm được nhưng vẫn là bay rất là cao. Ok, mình cần một phương tiện để giúp Tề Thiên đi qua kia. Yes, vài bữa nữa mình có cái mod rất là hay, đó chính là cái mod cân đổ vân. Có thể mình dùng cân đổ vân bay được luôn. Đúng mà mấy cái mod của mấy ông Trung Quốc này bá đạo thật chứ. Để nào, bá vương đi chinh phục, chinh phạt Chư Bất Giới. Cứ mỗi tập thì mình sẽ xây một cái chuồng cho mỗi con ha. Thì mỗi tập xây một ít đi cho nó đỡ. Ôi mẹ, khó nhìn thế. Sói thì chưa có chuồng đâu, rồng thì còn lâu, rồng thì mình chưa nghĩ ra được cái thiết kế chuồng nó như thế nào đây. Đó, mỗi ngày là mở rộng ra một cái chuồng mới. Giờ được ba chuồng rồi, TZ có nhà trên cao. Bên này mấy con này thì chưa có chuồng. Con này thì mình nghĩ để nó bên đây hợp hơn. Động vật có gai, con này đáng lẽ phải có cái chuồng á. Mà nhưng từ từ mình làm. Chứ để bọn nó bừa bãi quá cũng không hay. Rồng thì để qua chơi khu luôn đi. Ôi nặng quá đi không được à. Chết cha, sao bị nặng vậy? Holy shit. Nặng đi không được rồi. Quỳ à. Anh này đi vô tư mà. Rồi được rồi, có lẽ chúng ta... Ủa mà sao vác ông này nay bự quá vậy? Thường ngày nhớ vác cho chút mà, sao nay vác bự chảng vậy? Quái lạ. Thường ngày nhớ vác là nhỏ xíu xíu mà nay bự sao bự luôn. Rồi ơi, đây Tề Thiên bay nè. Y như mình là cái cân đổ vân rồi đó. Bay về trời luôn. Ok đi thôi, lộn. Giống bay con cánh cụt quá. Đụt thế. Đi qua bắt đệ tử mà khó khăn vậy sao? Dùng núi nào khắc tên em. Ồ, chỗ này đẹp quá. Ôi, chỗ này có sinh vật ở luôn ghê vậy. Ôi, tê giác ở trên đây luôn. Ôi, nhìn đã thế. Một cái vùng đất nhỏ xíu xíu à. Một con tê giác ở. Tóm lại bên này là có nhiều cái khu rất là đẹp rồi. Bắt đầu sương mù rồi. Đó, như cái chỗ này các bạn thấy rồi đó. Đúng có một cái cây duy nhất. Chỗ này sương mù quá. Cái tòa tháp hôm qua đâu ta? Nay vác thôi ông Tề Thiên này khó chơi quá. Tại vì khuất sai, hình như là cái ngọn núi này phải không?
Nhưng nhớ đâu 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 về phía bên này. Phát hiện mới. Các bạn thấy gì không? Ôi, xác của con Chiker nè. Cái này nhìn ghê vậy. Ôi, có xác con Chiker nè, nhìn đẹp ghê không? Full luôn. Full xương. Ôi, nhìn ghê thế. Ê, có chừng rớt, chừng rớt, chừng rớt. Nhìn ghê quá à. Bữa mình gặp con quậy xác con Raven, nay mình gặp con này nhìn tởm thật. À, mày lên lên người đi, nhìn chỗ này dễ té quá. Nhìn kìa. Ôi mình lâu lắm có thể gặp được mấy cái xác kia. Ơi nhìn mấy cái ngò này có xác khác không? Những bộ xương huyền bí. Chết ở trên cao luôn chứ mới ghê chứ. Bởi vì mình chưa khám phá hết mấy cái ngọn đồi này mà nên thành ra là nhiều cái bí ẩn còn quanh đây lắm. Đi vô thôn Gia Trang thôi. Không phải là khu này, không phải. Núi nào ta? Bên nào nhờ? Qua đây kiếm đúng là khó luôn á, bên đây đảo trên trời, đảo bay tà le hụt me hết. Cái vùng mộng qua đâu rồi? Thông, chỗ này có cái hồ luôn này. Kiếm không ra ta. Có rồng nữa kìa. Holy shit. Vùng núi cao cũng có rồng nữa hả? Aventovit. Ở đâu ta? Trời một con ba chi, trời ơi. Một cái núi nhỏ vậy mà bốn con ba chi sống, what the fuck. Tụi này chơi lớn vậy. Ủa cái thôn qua đâu rồi ta? Ôi Indominus Dread kìa. Sao hôm nay nhìn nó lạ lạ ta? Có cái đầu của nó thay đổi kìa. À, phải đầu, tại vì cái con kia nó đang ăn quán thịt con kia mà con kia nó núp trên núi cao hơn. Anh ăn không được. Cái thôn kia đâu? Ôi rồng kìa, thôi. Ôi quá trời thú ghê, bên cái núi này bắt đầu ra rồi. Mình đang kìm cái thôn Gia Trang của bác giới mà chưa ra các bạn ơi. Nó núi trước mặt hình như nó không phải. Chắc chắn là hướng này mà không biết cái núi nào. Để coi, coi lại coi. Có thể là cái núi này mà mình đi mình hơi ẩu. Nhìn rất là giống. Không phải. Đúng rồi, đâu phải đâu, tại vì đi cái này khó quá. Tầng cao nhất ư? Hay là map này thay đổi rồi? Ơi bay một qua đây mà nay lại quên rồi. Để mình coi lại coi. Từ ngay cái hòn đảo của mình. Đây rồi. Nghĩa là từ chỗ này. Nghĩa là khúc lên trên này là đúng chính xác 100% rồi. Đâu chỗ này chắc chắn luôn. Từ trên này nhảy xuống thì chắc chắn nó nằm quanh đây rồi. Cái đảo nằm quanh đây rồi. Cái đảo này có sự thay đổi khá là lẹ. Cái đảo này hình như có thay đổi hay sao á. Mình cảm giác hình như có sự thay đổi nhẹ từ cái hòn đảo này các bạn ơi.
gánh ông Tề Thiên này đi trên vai nặng quá. Mình biết chắc là hình như có một sự thay đổi ở cái map này. Các bạn thấy không? Hôm qua nhớ là mình từ chỗ này mình dí ổng mình bị rớt. Bà nội nó xuống đi mày. Đứng đây đợi chú đi. Kiếm ra chặn cái tầm nhìn bay mình khó bay quá. Trên đây là không phải rồi. Nhớ là cái vùng chỗ này là nhảy xuống luôn nè. Tại vì nhảy xuống đúng cái chỗ gần cái hòn đảo của mình, nhà mình ở dưới đó. Vậy là có lẽ là quanh đây là cái khu vực đó rồi. Tại vì chỗ này hình như có thay đổi nhẹ rồi. Có thay đổi nhẹ về map rồi. Mới ngày hôm qua đây map còn nguyên mà hình như đây nó thay đổi một chút gì đó. Mình cá luôn á. Mặt giới để làm nên pháp thuật mù mắt ha. Nhớ thường ngày chỗ này là nguyên một cái ngọn tháp, hôm nay nó thay đổi hay sao á. Bây giờ mình kiếm không ra nhờ. Đâu có phải vậy. Vậy là chắc là quanh đây là khu vực này chắc bị phù phép một cách bí. Con mẹ nó ẩn. Thì thiên của mình để đâu rồi ta? Chết cha rồi. Wow. Một bộ xương con cổ dài. Holy shit. Như này. Ủa, cái chết cha rồi. Mình để Tề Thiên đâu rồi? Một vấn đề lớn. Lạc mở nó luôn. À, cái chỗ này đúng là hư, con mẹ nó cấu quá. Sao mà ơi lại bộ xương mới nữa nè. Không phải con này con thiệt. Chết cha rồi các bạn ơi, lạc gì mà lạc dữ vậy ta. Yoro vẫy gọi luôn rồi. Mờ còn mưa nữa. À, nó sương mù dây bố nào kiếm được đường trời. Ác thật chứ. Mình mới quay mấy vòng rồi mình kiếm không ra, nó nguyên cái map này nó bị gì rồi đó. Trắng bóc luôn này. Holy shit thật. Mát này bị gì ta? Có khi nào mình là mất hết tất cả. À, sương mù này, sương mù không bỏ qua được luôn hay sao á? Nãy nha, mình rõ ràng mình nhớ là mình để Tề Thiên cái khúc này nè. Con gì đây? Ui mẹ ơi, con gì đây? Con này chắc là con T-Rex rồi. Wow, gì bộ xương nhìn đẹp dữ à. Đảo này toàn là đảo. Đảo này bị ám rồi sao á? Sương mù cháy khét luôn á. Lên lại cái hòn đảo cũ của mình rồi.
Nghe tiếng nhạc quen. Con cano. Con cano đó của mình đó, cá luôn. Bây giờ nhưng mà mình bị lạc mất. Lạc mất khủng long rồi. Mình bị lạc mất rồi. Really? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mẹ nó chỗ này đi khó ghê luôn á. Dễ bị lạc vãi nồi. Sương mù lên một cái là tìm không ra. Thôi lên vai luôn đi. Đi khó khó một chút. Ê, sương mù các bạn thấy không? Dày của mày nó đặt luôn vậy sao mà kiếm cái gì? Bắt giới của chúng ta núp ở nơi nào rồi? Sương mù thế này thì chỉ gọi là quỳ. Để mình chích slow-mo coi nó qua được sương mù này không. Chứ như này là mình không thể chơi được rồi. Bỏ qua được, bỏ qua được. Nhưng nó ra rất là chậm. Trời ơi. Cái này mây á, bị mây che á. Bác giới núp với cái đảo, với cái đảo nào rồi ta? Bây giờ là mình đi kiếm. Chắc chắn quanh khu vực này thôi. Biết sư huynh tới tìm mà nên bác giới đã núp một nơi nào đó rồi. Rất là khó luôn đấy. Mình cảm giác quỳ quỳ cái mát cái khu bên đây đó nha. Rất là khó để nhìn luôn. Khu bên đây gần như là mình quỳ tung tích rồi đó. Để bay lên cao khảo sát coi nào. Sương mù quá. Quá là sương mù. Hình như dưới đây nè. Đây rồi. Các bạn thấy chưa? Đấy, dưới kia kìa. Không biết có phải hiền lành hay không đây. Nhưng mà hình như anh ta đang cố để nhảy xuống vùng nước à. Có nên thử thách vào trong một gậy không ta? Mình không muốn chết chỗ này đâu. Mình muốn làm lẹ ở cái map này. Quá khó để ở trên đây hoài. Ok, mình sẽ chỉnh bất tử nha. Để đỡ có mà ăn gậy thì còn... Dĩ ba. Cái con chim này nhìn vui vậy. Female Acha hả? Mình nhớ con này nó hung dữ lắm mà. Thấy mình sao nó... Để mình qua mình coi bác giới coi nào. Ơi, bác giới này hình như khác hôm qua các bạn ơi. Màu rất là khác nha. Hôm qua là một màu hoàn toàn khác nha. Ồ, đi dầm dầm rất ghê. Anh ơi, em chỉ đi sau lưng thôi. Ok, bắt được, bắt được. À, oh yeah. Được rồi. Ui, anh hôm nay thấy mình phát ngộ không tới thì... hình như có cái... một hình hài của một con khỉ ở trong người bắt giới các bạn thấy không? Nhìn rất là ghê vậy. Ấy, sao mày quăng tao? Rồi. Và lại là có khả năng farm mấy tỷ với cây như là mình phải đem anh này về ở cái khu bình thường thôi. Farm có khả năng mấy tỷ với cây như thế này thì không chơi được. Ôi, rất là ghê các bạn ơi. Ủa, các bạn nhìn nè. Cầm cái bồ cào nhìn ghê vậy.
không thể tin được luôn. Hình như đây là một cái phiên bản mới hoàn toàn của Chư Bát Giới vậy. Đi tới đâu thì cày đồ đá đồ bể tới đó, cũng không khác gì đại sư huynh của mình lắm. Cũng rất là bá đạo mà, nhưng trong tiềm thức thì hình như là bị Tề Thiên nhập vào rồi, nên đang có cái hình ảnh phản chiếu Tề Thiên đang trong người Bát Giới, cứ ống ánh ra, ống ánh vô, các bạn có thấy không? Nhìn ghê, thấy Tề Thiên tới là cho mình tem mình liền. Rất là hay nha. Wow, bự hơn cả Tề Thiên nữa đó các bạn. Các bạn nghĩ hai người này thì ai sẽ mạnh hơn ai nào? Mình cá chắc là, để mình đoán coi. Bát Giới, phải đặt tên Bát Giới. Rename option gen name Bát Giới. Ngũ Không và Bát Giới, Bá Vương và Bát Giới. Như thế này cái Bát Giới phiên bản lần này hoàn toàn khác Bát Giới phiên bản hôm trước của mình nha. Và Bát Giới ở đây thì to con hơn Tề Thiên thì đúng rồi. Bát Giới ăn nhiều mà Tề Thiên ăn ít, mà nhưng Tề Thiên này nhìn rất là điềm tĩnh. Lâm xanh. Bát Giới này như là bị Tề Thiên đã dùng pháp thuật vào rồi, nên là nhìn có vẻ rất là cay cú. Wow, cầm cây gậy rất chi là bá đạo, rất là đẹp các bạn ha. Hay là để tập sau mình sẽ làm cái thử thách coi Bát Giới với Tề Thiên ai sẽ mạnh hơn ai nha các bạn. Để các bạn hãy comment bên dưới dự đoán xem ai sẽ là người mạnh nhất nha, ai sẽ là coi Bát Giới với Thiên ai sẽ thắng ai. Rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên để lại một like và subscribe ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn.